doanh, thương mại, hoạt động cộng đồng, sự kiện giải trí. Asianet TV, kênh truyền hình đầu tiên cho cộng đồng người châu Á tại Mỹ. Asianet TV thuộc ban tần KSLA kênh 44 với hơn 23 triệu lượt xem và 5,6 triệu gia đình ghi danh, phủ sóng trên 5 quận hạt: Los Angeles, Orange, Ventura, Riverside và San Bernardino. Đón xem Asianet TV vào mỗi chủ nhật hàng tuần lúc 5 giờ chiều với những thông tin chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, hoạt động cộng đồng và sự kiện giải trí nổi bật nhất. Asianet TV nâng tầm tiếng nói người châu Á tại Mỹ. Mọi chi tiết bảo trợ quảng cáo xin gọi về số 310-500-8520, 310-500-8520. Asianet TV. Đầu tiên là từ G5,
Corporation Group đó là, xin chào đón anh Michael Dương. Xin chào đón Yusa Production, chị Jory Go. Và chúng tôi cũng cảm ơn đến Miss Winnie Huyền Trân là đại diện cho Hoa hậu áo dài Miss Việt Nam California. Và đặc biệt là phần trình diễn thời trang trong tối ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được cảm ơn đến nhà thiết kế thời trang tài danh của chúng ta đến từ Việt Nam California, nhưng lên đây để mang chúng ta điều đặc biệt đó là nhà thiết kế thời trang Kha Minh Hiệp. Và chúng tôi xin được mời đại diện lên đó là cô Natalie. Và cũng như là cảm ơn đến các nhà hỗ trợ chúng ta. Và bây giờ xin trở lại sân khấu cùng với ban tổ chức ngày hôm nay. Trước tiên xin mời các anh chị có lời lời cùng với tất cả quý vị khán giả của hôm nay. How you guys doing so far? San Jose mà hình như cũng uống nhiều shot rồi mà sao tôi đi nghe nhỏ quá. How you guys doing so far? Thank you so much. Chị Jody, anh Mai của Dương, chị Natalie và chị Queenie Huyền Trân đại diện cho Food Fight, USA Production and Miss Vietnam California. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị, anh chị em, bạn bè đã có mặt rất là đông đủ trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là những vị khách VIP của Jody coi như là ngồi đầy nghẹt hết và bảo đảm với quý vị là mấy anh chị VIP này sẽ không say không về đúng không ạ? Jody cũng hy vọng là tất cả các quý vị hãy enjoy một cái đêm thật là vui. Fever Night có nghĩa là một cái đêm thật là nóng bỏng và sôi nổi để cho chúng ta có thể appreciate cuộc sống này nhiều hơn sau nhiều chuyện xảy ra trong trên thế giới ngày hôm nay. Hy vọng Fever Night sẽ là một đêm rất là ấn tượng, thú vị. Và Jody cũng như anh Mai của Dương, chị Philly Huyền Trân luôn cố gắng hết mình sẽ đem đến cho quý vị rất nhiều màn hấp dẫn, càng ngày càng về sau càng hấp dẫn trong chương trình. Cho nên quý vị hãy patient, ngồi đợi, mệt thì chúng ta ngồi ghế, khát nước chúng ta đi vô quầy bar, ngồi rượu uống nha. Và quan trọng là quý vị biết không, mình là dining sitting á, cho nên là khi mà ca sĩ perform mình, quý vị có thích nhảy thì cho đi xin quý vị một điều thôi, là quý vị có thể nhảy hai bên sân khấu không, để chính giữa cho tất cả các anh chị em ngồi trong bàn họ có thể thưởng thức được các màn trình diễn của ca sĩ nha quý vị nha. Sân khấu mình rất là rộng luôn quý vị, cho nên chúng ta có thể nhảy hai bên để chính giữa ít ra là mấy anh chị khác cũng có thể thấy được performance của các anh chị nghệ sĩ ngày hôm nay. Cho đi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cũng như Jody nói, Michael cảm ơn tất cả khán giả ra đêm nay và ủng hộ chương trình đêm nay cùng với G5, U-Star và Miss Việt Nam California. Và cảm ơn những cái sponsor và VIP table, cảm ơn rất nhiều. Okay? Là tối nay là mình phải party hot nha, vui vẻ nha. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn đến một số các nhà hỗ trợ mà tiến quá lên được đây, như là cảm ơn đến Forever Billmore, cảm ơn đến Mr. Kỳ Lý, Ron James Tech cũng đã ủng hộ chúng tôi. Và đặc biệt là quý vị cũng thấy là ở phần lúc đầu nãy là chúng ta có một đoạn clip ngắn giới thiệu về Asianet TV, là một kênh truyền hình mà phải nói là đã có rất là nhiều các chương trình hay, và chúng tôi hy vọng rằng là với kênh truyền hình này sẽ được chia sẻ các câu chuyện của quý vị, từ câu chuyện kinh doanh và cũng như là nhiều câu chuyện trong đời sống của người Việt Nam chúng ta, không chỉ là San Jose tại California và cũng như trên toàn thế giới. Quý vị nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về Asianet TV, chúng tôi có bàn làm việc phía dưới, mời quý vị cùng đến gặp gỡ và có thêm nhiều thông tin. Chú Đi cũng xin cảm ơn chân thành đến hai người em rất là dễ thương của chú Đi, là Ngọc Thảo bên Golden Trust và em Quỳnh Lê của nhà hàng Món Huế Nam Giao. Xin cảm ơn hai em rất là nhiều đã ủng hộ và tài trợ cho chương trình Fever Night đầu tiên ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn ban tổ chức và ban chúc mừng chồng, và bây giờ đến phần nước tiếng nha. Một tràng vỗ tay cho anh Kỳ Lý quý vị ơi. Thank you anh. Anh đứng gần đây cho mình cùng nhìn nha. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều đã tài trợ và đến đây với chương trình ngày hôm nay. Mời em có đôi lời cùng tất cả quý vị ạ. Hello everyone. Good evening. How's everybody doing tonight? Good. All right. Well, my name is Andy, and I'm doing my business is doing security surveillance camera for the last 18 years. So, a little bit about myself. I'm installing security camera for small business like restaurant, gas station, apartment, school, industrial, anything you can ever. If you want to look for something, you want to install camera, go to number 3, I'll give you more information.
And by the way, and one last thing, thank you very much for Michael Young and his company, California Waste Solution, support me for the last 18 years. Thank you, Michael Young and David Dong, for the last 18 years. Okay, thank you, everyone. You guys enjoy it. Have a wonderful evening. Thank you. Và bây giờ, không để quý vị đợi chờ lâu, chúng tôi sẽ làm quý vị vui hơn, nóng bỏng hơn. Một tràng vỗ tay với tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Sương. Tùng Văn cũng như Diễm Sương và tất cả anh chị em nghệ sĩ có mặt đêm nay, cảm ơn tình thương của quý vị đã dành cho Fever Night. We're going to have a rock night, okay? Một lần nữa một tràng vỗ tay chào đón và cảm ơn lần nữa với các hoa hậu và á hậu chúng ta tại San Jose. Và đêm hôm nay chúng tôi sẽ mang điều đó đến đây cùng quý vị. Và người đó là ai không ạ?
Con là ai không ạ? Nhỏ quá. Đó là ai? Đó là ai? Một chàng vỗ tay để chào đón một trong những thần tượng của chúng ta đã trở lại đây hôm nay, nam ca sĩ Lam Trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây. Come on! Và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh ôm giá vẫn còn đang đi về nơi xa. Come on! One more time! Drop! Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh ngóng giá bằng bao năm đi về nơi xa. Cảm ơn em rất là nhiều. Và thưa quý vị, như Đức Tiến đã hứa cùng quý vị là sau chú Hồng trình diễn vừa rồi quý vị rất là đã đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mang đến cho quý vị không chỉ là một phòng trình diễn tuyệt vời, mà đây còn là niềm tự hào của chúng ta. Cô gái này đã chinh chiến trong rất nhiều các cuộc thi và mang đến cho chúng ta niềm tự hào với những giải thưởng mà cô đã mang được. Đầu tiên là cô đã từng là quán quân của cuộc thi X Factor tại Việt Nam và là top 40 của American Idol 2019. Và mỗi lần khi nghe cô hát, Tiến có nghĩ cô là người Việt Nam, mà Tiến nghĩ là cô là như là người Mỹ mà gốc Việt Nam. Nhưng đây là tiếng hát mà quý vị rất yêu mến và tài năng của người Việt chúng ta tại Mỹ này. Một chàng pháo tay cùng gặp gỡ với Myra Trung. Lời đầu tiên Trung ơi là xin gửi lời chào đến tất cả quý vị là San Jose trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Thank you, wow. Wow, quý vị ơi, hôm nay quý vị đến rất là đông đủ luôn ạ. Và đây là lần thứ hai hoặc thứ ba mà Myra đã về với San Jose rồi. Thiệt ra là không có phải là bây giờ em ra đâu, mà đáng ra là em còn phải ở trỏng thêm một hồi nữa. Nhưng mà tại vì em thấy quý vị vui quá nên thành ra là em năn nỉ Đức Tiến á, là cho em ra sớm hơn với tất cả quý vị. Và một ca khúc đầu tiên, không để tất cả quý vị chờ lâu, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt rất là quen thuộc, ca khúc được mang tên Sắp hết tình này ta đã chẳng thơ thương. Sắp hết tình này ta đã chẳng thơ thương. Chẳng hết tình tôi còn nỡ không thôi. Vẫn đã mù loà vì đường đứng xa. Mỗi ngày tóc trôi mà không vì đường yêu nhau. Đâu biết ngày sau chẳng trở tình nhau. Xin quý vị, chẳng hẹn cho người, chẳng hóa mắt mỗi đủ người, ta sống đời còn hư hơn. Vì em đã cho yêu ai, em mãi có tình không nhận ra. Happy birthday nha quý vị nhé. 1, 2, 3.
chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta cùng trở lại chỗ ngồi và cùng thưởng thức những tà áo dài cách tân rất đẹp, rất duyên dáng, rất phụ nữ Việt Nam. Và đó chính là tình yêu của những người làm thiết kế thời trang muốn gửi gắm qua những hoa hậu, á hậu của chúng ta tại San Jose. Một tràng vỗ tay để chúng ta cùng chào đón những hoa hậu, á hậu của cuộc thi Miss Áo Dài Việt Nam California và những mẫu thiết kế của nhà thiết kế thời trang Kevin Hiệp. Cộng đồng, sự kiện giải trí. Asianet TV, kênh truyền hình đầu tiên cho cộng đồng người châu Á tại Mỹ. Asianet TV thuộc ban tần KSLA kênh 44 với hơn 23 triệu lượt xem và 5,6 triệu gia đình ghi danh, phủ sóng trên 5 quận hạt: Los Angeles, Orange, Ventura, Riverside và San Bernardino. Đón xem Asianet TV vào mỗi chủ nhật hàng tuần lúc 5 giờ chiều với những thông tin chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, hoạt động cộng đồng và sự kiện giải trí nổi bật nhất. Asianet TV nâng tầm tiếng nói người châu Á tại Mỹ. Mọi chi tiết bảo trợ quảng cáo xin gọi về số 310-500-8520, 310-500-8520. Asianet TV.